bài tơ mà nó bị nước đục hoặc là bị cáo, đặc biệt là cái đạo đất, thì dòng này là chi đạo đất như bạn. Giống như hôm trước thì Duy nói về cái dòng mà nắm đồng tiền là hình như là hết 70% mà sử dụng trên đạo bạc, và dòng này này cũng đang giải quyết vấn đề trên đạo đất chúng ta nha. Và hình như là trên thực tế thì chúng ta có rất là nhiều farm cũng đang đó là nuôi trên đạo đất. Thì cái dòng này nó giải quyết một vấn đề đó là xử lý nước đục trên đạo đất. Từ những năm 2014-15 thì bắt đầu là Duy thấy được cái việc là cái vấn đề nước đục nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta xử lý nó thì đẩy cái bầy tôm đi xa được, hoặc là đẩy cái bầy tôm bị đứt đi xa được. Thì một là khi mà những cái bầy tôm mà nó lớn, nó tầm cả 45 ngày hay là 50 ngày hoặc là 60 ngày cái đầu nó cào ở dưới, cáo ở dưới, đúng không? Mà nếu mà chúng ta không có quản lý được cái chỉ số bị đục nước á, thì nó sẽ mất oxy tại vì nó mất qua mang mà. Thứ hai là nó sẽ bị môi trường nó cáo quá thì nó không có phát triển được nữa. Rất là nhiều hệ lụy sẽ xảy ra. Thì cái vấn đề mà giải quyết xử lý nước đục này bằng công nghệ vi sinh, dòng Cali quá trời này Duy đang bán nhiều hôm nay thì tiếp tục là giao về cho khách nha anh chị. Và những cái dòng này thì Duy đang tập trung vào đó là giải quyết nước đục bằng công nghệ vi sinh an toàn cho tôm là cái điểm hướng đến. Và cái dòng này thì đang cũng có một kết quả rất là tốt, Duy muốn chia sẻ cùng quý vị các bạn. Thì khi mà chúng ta giảm đục trên ao thì nó sẽ giảm đó là cái tình trạng mất oxy cục bộ, và thứ hai là con tôm nó sẽ ăn mạnh hơn tại vì nó khỏe và nó lấy được oxy tốt thì nó không có bị mà bị chết. Và một cái nữa là gì đây, khi mà con tôm nó nước chúng ta đã làm trong lại thì nó sẽ ăn mạnh hơn, đó là thực tế. Và những cái gì mà Duy làm trên ao thì thấy thực tế hiệu quả thì Duy muốn chia sẻ với các bạn. Và cái dòng này trên thực tế Duy bán rất là nhiều nha, và anh em đặt đôi khi số lượng rất là nhiều và giải quyết cái vấn đề rất là tốt. Và Duy cũng đang tập trung làm việc và những cái sản phẩm mà Duy chia sẻ đó làm sao là hướng đến là chất lượng, cũng giống như những cái gì mà phải hiệu quả Duy mới kinh doanh và mới đồng hành tiếp tục. Và kể cả chỉ có sản phẩm thuốc men nè, chỉ có mấy chục dòng thôi nhưng mà đã đồng hành và giải quyết rất là nhiều vấn đề trên cao tôm chúng ta để đẩy cái bê tông bị đứt. Rất là cảm ơn quý vị và quý nghe luôn đồng hành với Duy. Có cần chồng nào thì cứ điện cho Duy hoặc là đội ngũ của Duy để mà cùng đồng hành với cả nhà mình. Xin chào và hẹn lại, cảm ơn rất nhiều.